Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum và huyện Đắc Hà thành lập thí điểm 5 mô hình hội quán ở lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, thành phố Con Tum thành lập 2 mô hình, huyện Đắc Hà thành lập 3 mô hình. Hội quán là nơi hội họp và tạo cơ hội cho các hội viên gặp nhau giao lưu, giao thương, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Trên địa bàn tỉnh Con Tum, các hội quán được thành lập nhằm liên kết hợp tác trong sản xuất, giúp nông dân chuyển dần tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng nông sản làm mục tiêu hướng tới. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hội quán trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà và thành phố Con Tum hướng dẫn các hội quán xây dựng kế hoạch sinh hoạt định kỳ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã tham gia các buổi sinh hoạt định kỳ của hội quán nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn nâng cao hiệu quả hoạt động của hội quán ngoài ra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cử đại diện tham gia sinh hoạt định kỳ với các hội quán qua đó trao đổi chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng theo nội dung chủ đề sinh hoạt định kỳ của hội quán